mừng năm mới 2023 Xuân Quý Mão. Kênh du lịch và trải nghiệm cũng như là gia đình Jenny xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị gần xa một mùa năm mới thật là bình an khang thịnh vượng và sự như ý. Cùng chúc tân niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc, xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui. Đầu tiên thì Jenny sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chợ hoa xuân ở trên đường Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái khu vực chợ hoa xuân này vào ngày 30 Tết này cũng còn rất là nhiều những hoa trên Tết, và năm nay có vẻ như là những tiểu thương bán hơi chậm, bởi vì ngày 30 Tết là ngày cuối cùng của một năm mà người ta vẫn còn rất là nhiều hoa trưng bày ở đây. Thì cái nét đẹp mà chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là Tết Quý Mão năm 2023 là đang diễn ra ở khu vực toàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn đi đến đâu cũng thấy những cái chợ hoa bán dọc theo lề đường như thế này. Đó là cũng là một nét văn hóa của người Việt Nam mình. Khi mà mỗi độ xuân về thì sẽ có rất là nhiều những tiểu thương mang hoa từ ở khắp nơi đổ về thành phố và trưng bày rất là đẹp, và cũng như là muốn mang lại một ít hoa thơm cỏ lạ cho cái ngày xuân của chúng ta thật là thêm rực rỡ. Và tiếp theo đây là một nét văn hóa khác cũng như là một gốc khác của ngày Tết Việt Nam như thế nào. Thì quang cảnh xung quanh đây là một cái ngày Tết vào cái ngày 30 Tết ở miền quê của Bến Tre. Thì khi mà các bạn về quê thì đã thấy những cây mai vàng nở rộ trước sân nhà. Nhà người đều có một cái cây mai công và lặt lá mai và đi chuẩn bị những cái gói bánh, kho thịt hay là làm mâm cỗ trong ngày 30 Tết để rước ông bà. Thì khi mà mình về đến quê thì mình sẽ thấy không khí nó thoáng mát trong lành, xung quanh thì cây cảnh, cây trái đồ khắp nơi. Thì mình cảm thấy cái sự bình yên và cái một cái Tết nó đến gần bên hiên nhà của chúng ta. Thì đó là một cái nét văn hóa của người dân quê như thế nào. Thì mình về quê thì mình phải hưởng thụ được, giống như là người ta nói là cho dù đi đến đâu thì nó nhộn nhịp vui như thế nào, nhưng mà ngày Tết thì mình vẫn luôn hướng về gia đình, về quê hương để mà đã ăn một cái Tết sum vầy đoàn viên cùng với gia đình. Mỗi một nơi sẽ có một nét văn hóa đặc trưng riêng,
và mình đã chia sẻ với các bạn một cái nơi Tết thành phố, Tết ở quê nhà. Và hiện tại là quay về thực tại là Jenny vẫn ăn một cái Tết tha hương, một cái Tết ở nước Mỹ. Thì nhà mình thì đã năm nay là năm thứ 19, Jenny đã ăn một cái Tết ở nước ngoài rồi đó các bạn. Thì mặc dù là ở nước ngoài cũng một thời gian tương đối dài, nhưng mà gia đình mình vẫn luôn giữ một nét văn hóa của Việt Nam. Đến ngày Tết thì mình vẫn trang trí ở trong nhà, nấu những món ăn đặc trưng trong ngày Tết và làm những mâm cỗ đặc trưng để giữ lại những nét văn hóa cho người Việt Nam mình, và cũng như là truyền đạt lại những nét văn hóa trong cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam cho con cháu của mình. Khi mà mình làm thì các con của mình sẽ làm theo, và từ đó thì cái mình không bị mất nguồn gốc là mình là người Việt Nam thì mình sẽ có một cái Tết cổ truyền như thế nào. Người Việt ở xa quê hương thì cho dù là đi đến đâu thì vẫn luôn giữ một nét văn hóa trong người của mình. Thì khi mà sống ở xa quê thì người ta vẫn tổ chức những cái ngày lễ, những cái đêm hội áo dài, những cái gói bánh chưng hay là bánh tét, hay là tổ chức những buổi hội chợ để nhằm tạo niềm vui cho những người ở xa quê hương mà vẫn nhớ về quê nhà, vẫn nhớ cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam sẽ có như thế nào. Thì nhà mình cũng không ngoại lệ, mình cũng nấu những cái món ăn truyền thống của những ngày Tết mà thường hay ăn, như là thịt kho hay là canh khổ qua, hay là những cái món bánh ít hay là bánh tét. Thì ở nhà mình đều có sẵn, tất cả là Jenny sẽ tự làm, và coi như là một nét văn hóa mình cùng họp gia đình ăn cơm cùng nhau, và cũng như là kể về những cái chuyện vui ngày Tết ở quê nhà như thế nào cho các con mình nghe, và các con mình cũng sẽ hiểu được cái người Việt Nam của mình là có cái ngày Tết Việt Nam rất là vui. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lấy tiền cho lì xì cho tiếng bả không? Dạ. Lấy đi. Đây nói chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Dạ. Ý. Giỏi. Chúc mừng cha. Cảm ơn đi con. Ben cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Lại đi. Cung hỷ phát tài. Cung hỷ phát tài. Ok. Rồi tớ nói. Cảm ơn mẹ đi ba. Nói sao? Xin chào mẹ. Chúc mừng năm mới. Cung hỷ phát tài. Cung hỷ phát tài. Ôi giỏi. Nói sao? Cảm ơn ba. Giỏi. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Chúc mừng năm mới. Chiều hoàng hôn đã dần tàn, và một cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam nữa đó là cái chuyện mà Tết đầu năm thì mình sẽ đi chùa để lễ Phật, và cũng như là mong được sự bình an trong gia đạo cho trọn một năm. Thì trước tiên là mình đến chùa thì mình sẽ đi lễ Phật,
và mình sẽ đi dạo một vòng của khuôn viên chùa Bảo Lâm để mà ngắm Đức Phật Di Lặc cũng như là mẹ Quan Thế Âm, và mình để chiêm nghiệm lại một năm qua mình đã làm gì, và mình mong ước một năm mới tiếp đến là một sự bình an, một sự may mắn và mọi điều như ý. Phong tục đi chùa đầu năm cũng là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Việt Nam. Thì phần lớn người dân Việt Nam đi chùa theo truyền thống là gia đình, từ đời này qua đời khác. Với những nhà theo đạo Phật từ lâu thì việc đi lễ chùa đã trở thành một hoạt động thường ngày. Bất cứ ai khi mà đi đến chùa đều mong tìm một sự bình an cho gia đình, nghiệm ra những nhân quả thông qua cái lý giáo, giáo lý của nhà Phật. Từ đó thì có thể dạy lại cho con cháu sống tốt hơn, hướng thiện hơn. Về nơi cửa Phật thì giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, thì mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nếu các bạn là người đã theo dõi kênh du lịch và trải nghiệm cũng như là gia đình của Jenny một thời gian dài thì các bạn cũng đã từng thấy qua cái chùa Bảo Lâm này. Mình luôn chia sẻ một ngôi chùa rất là đẹp ở gần khu vực nhà mình, đó là ngôi chùa Bảo Lâm này. Thì vào mỗi dịp lễ lớn hay là lễ Tết gì thì cả nhà mình cũng đều đến viếng ở chùa này để mà tìm một cái sự bình an trong tâm hồn. Khi mà đến với chùa thì tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay thì Tết không chỉ mang lại ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh và tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền chùa để mà cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Ngay sau giờ phút đón giao thừa thì thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, rất là nhiều gia đình sẽ tổ chức đến chùa thắp hương, cầu năm mới để cầu bình an, cầu tài, cầu lộc. Lúc này thì khung cảnh tĩnh mịch thanh đạm của các ngôi chùa, những sân đình bỗng trở nên đông đúc và chùa rực sáng lên một ánh đèn nến vào sâu bên trong, hương khói nghi ngút tỏ ra từ các bàn thờ. Thì người Việt mình tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ là đến ước nguyện, mà còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong một cuộc mưu sinh. Mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, nhưng người thì cầu tài, cầu lộc và cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thì cũng có những người đi lễ chỉ để tìm thấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bận rộn trong cuộc sống. Trong những nhìn chung thì khi mà đến cửa Phật, cửa Thánh thì hòa vào dòng người hành lễ, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của đất trời, mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn, của hoa, cùng với một không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng thì sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Đến với chùa Bảo Lâm thì mình sẽ thấy rất là nhiều những chị em cũng như là các bé thiếu nhi đều khoác cho mình một chiếc áo dài đủ màu sắc rất là đẹp mắt. Thì phong tục mặc áo dài để đi chùa cũng là một nét văn hóa của người Việt Nam. Một chiếc áo dài đỏ thiêu hoa hoặc là một chiếc áo dài để tôn lên cái vẻ đầm thắm mặn mà của người con gái Việt thì đó là một cái nét văn hóa. Mặc khi mà mặc áo dài đi đến chùa thì tôn vinh trong cái dịp Tết đầu xuân, thì tà áo dài truyền thống là luôn tạo nên một nét hài hòa trang nhã, khiến cho người đi lễ, đi vãn cảnh chùa có được một nét thanh tao trong phong cách thời trang.
thương nguyện ở đây giới hòa bình cho tất cả là chiến tranh chấm dứt dịch bệnh tiêu nhà nhà an thường thái bình nhân dân chi rộng thương thương nguyện ở đây tất cả quý vị một năm tròn đầy hạnh phúc yêu thương hoan hỷ và luôn tươi trẻ vui tươi. Đây là khu vực phòng ăn của chùa Bảo Lâm. Thì hôm nay là ngày Tết, mình sẽ đi đâu cũng thấy rất là nhiều những hoa được trang trí trong chùa. Và ngày Tết thì không thể thiếu những hoa và trái cây hay là các loại bánh mứt đặc trưng của người Việt Nam mình. Thì khi mà thấy những cái quả mứt, những bánh tét, bánh chưng hay là những cái món ăn đặc trưng, thì hôm nay mình sẽ được ăn chùa, ăn cơm ở chùa và một ngày Tết đầu năm ở chùa rất là vui trọn vẹn, với đầy đủ những cái tiết mục vui nhộn mà chỉ có ngày Tết thì mình mới được vui chơi như thế. Bên cạnh những món mứt Tết và trái cây thì hôm nay chùa Bảo Lâm sẽ đãi cho các Phật tử cái món bún riêu, mì xào, nem chua, chè hay là những cái nhiều cái rất là nhiều những cái món khác nữa. Và hôm nay thì gia đình Jenny rất là vui về được chia sẻ với các bạn một cái ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam và những cái nét văn hóa đặc trưng khi mà ngày Tết ở thành phố và ngày Tết ở quê hay là ngày Tết của người Việt xa xứ như thế nào. Thì mỗi nơi sẽ có một nét đặc trưng riêng.